Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình. Mình thấy gì đây và chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game là Growcaster. Nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ vào thế nào? Thì mình đã có thay cái nhân vật Thor bằng nhân vật Sarah. Nhân vật Sarah này thì khả năng bắn đam tốt hơn rất là nhiều. Công của nó sẽ là 1k9 và nó sẽ gây ra 150% đam trong vòng 10 giây này. Cái kỹ năng của nó rất tốt, bắn cung này kết hợp với cái con này. Con này thì con này nó tên nó chính là không phải Sarah mà nó tên là Edward là công k7 cơ. Thì và chúng ta sẽ tăng cái đam cho cái lính bộ binh. Được rồi, thì mình sẽ tăng thêm cái SP, cái điểm số của chúng ta lên. Chúng ta sẽ nâng cho cái gì đây? Chắc là chúng ta sẽ lấy nâng cho cái có đam lửa này. Đấy, có đam lửa, đam sấm sét này, đam băng giá này. Chắc mình sẽ nâng cho cái cool đam. Đấy. Rồi, và chúng ta có rất là nhiều anh em comment và mình sẽ chiến đấu một trận đã sau tính sau. Ở đây thì team hiện tại khá là ổn rồi. Có thể mình sẽ thay dần bằng những cái con khác. Ba con pháp sư Orc Giant này. Con này sẽ trừ đi đến một gọi là một bao nhiêu nhỉ? 120% đam à? 120% phòng thủ. Đánh boss rất là tốt. Hôm qua mình đánh mấy con boss rồng đó, rất là ngon luôn. Ok, vào đây nào, let's go, tiến lên nào. Hiện tại team đội hình đang khá là ổn. Và chúng ta sẽ có thể mua thêm một số cái item nữa. Mình có khi mình bỏ mấy cái cục game này ra nhờ và lấy mấy cái đồ xịn xịn để có thể cho vào trong team thì nó khỏe hơn không. Đó. Ok, way 987 rồi. Chết đi. 987. Đái ngay. Và chúng ta có thể ấn vào cái replay nha. Có nghĩa là chúng ta đánh lại những cái map này. Và đánh lại những cái map này thì chúng ta sẽ có khả năng kiếm phần trăm game này. 888 thì có khả năng kiếm phần trăm game là 60. 60% game, 60% để kiếm lại một game nha. Mình sẽ mua mấy cái đồ ở đây. Cái kiếm này mình sẽ tăng cái gì đây? Tăng mấy đồ này rất là xịn anh em ạ. Chúng ta sẽ summon unit đam sẽ cộng thêm 10%. Ok. Và cái tù này thì nó sẽ tăng cái tốc độ của cái bọn monster lên là 5. Cái này là gì đây? Gold à? Free auto battle à? Chúng ta có thể tự động battle này. Không thể kiếm được gold crystal với cơ hội là trừ 50% là sao ta? Không hiểu lắm. Mình sẽ được free auto 15% bonus gold 30m. Không có tiền để mua. 10% cho chúng ta có cơ hội cái mimic và cộng 5% bonus effect từ cái mimic là cái hòm này à. Thế thì ta mua cái này còn hơn. Mua cái monster power này cộng monster power sẽ cộng 50% à. All the way boss sẽ là 2 con. Không biết đánh kiểu gì đây. Sao all the way boss là 2 con là ta? Cái Devin Horns ấy. Cái tiếng tù này thì chúng ta ta gọi cái tù nào đây? Cái horn này sẽ tăng 55% cái faster. Mình chưa biết sẽ mua cái gì bây giờ. Mấy cái viên ngọc này thì triệu hồi là two eyes. Mình bỏ đi hết nhá. Thử mình bỏ đi hết mấy cái này xem là mình còn gọi được mấy cái con golem không. Đó, chúng ta sẽ không gọi được bất kỳ một con golem nào cả. Và tuyệt chiêu của con Mad Dragon của chúng ta gần như là phế luôn. Đấy, nó sẽ không gọi được con golem nào đâu. Thấy chưa, không có một con golem nào trong này cả. Cái này thì không được rồi. Thế này thì cũng không ổn lắm. Nếu mà chúng ta không gọi ra thì mình chỉ có duy nhất là con Fire thôi. Con Fire Golem thì nó thì là cái kỹ năng nội tại của cái con này này sẽ gọi ra được. Không phải Mad Dragon mà là con Golem Master này này. Đấy. Thật ra thì Golem nó đam thì cũng bình thường, không nữa quá khỏe. Nhưng mà bây giờ mình trang bị cái đồ gì bây giờ? Trang bị cái đồ gì bây giờ? Đồ hiện tại là ổn rồi chứ bây giờ trang bị đồ khác vào thì cũng khó chơi. Được chưa? Way 988 rồi. Chắc là chúng ta sẽ trang bị lại cái đồ ấy thôi. Còn rất là nhiều đồ ở trên này. Ice Arrow Slow sẽ cộng thêm 50%. Anh em theo mình nghĩ là theo anh em sẽ tăng cái gì nhỉ? Cộng cái gì thì có thể là cái này thì rẻ này, giá rất là rẻ. Cái này sẽ là MP Recovery là sẽ 34%. Và mình phải nâng cấp được cả cái này cơ. Trái tim băng này.
Cái này đam Frozen là đam băng giá. Cái này là quốc đào MP 25%, Summon Unit HP là 25%, tăng đam của toàn team. Cái Power Glover tăng tốc độ của Archer, có nghĩa là cái cung thủ ấy, lên 15%. Summon Unit sẽ tăng đam. Đấy, mình bỏ cái viên ngọc này ra là mình sẽ thì mình chỉ gọi được mỗi cây con lửa thôi. Ba con này thì mình không gọi được này. Summon to Ice Dream, thế thì mình tăng đam đi. Tăng đam 10% rất là khỏe đấy. Tăng đam và tăng cái tốc độ. Ok, mình có nên mua hai cái này không? Mình sẽ thử nâng cấp xem. Nâng cấp đắt đỏ lắm anh em ạ. Nâng cấp cái này bằng cái Dark Crystal cơ. Đấy, 10,5 đam này. Equip, mua cái này xem. Nâng cấp xem nào. 60 này, 90 này. Ồ, 10%. Rồi mình sẽ để tạm cái này vào đây luôn. Equip luôn. Cái roi đang cái gì? Colony Gold à? Gold thì mình không cần lắm. MP, Recovery. Hồi lên nào. Mất khoảng 5M để nâng cấp lên này. Cái này thì nâng cấp thì mất khoảng 400 Dark Crystal và 6M. 6M kinh nhỉ. 5,5M. Cái này thì không thể nâng cấp nha. Unlock Secondary Leader Slot. Đấy. Hiện tại thì chúng ta có bao nhiêu Dark Crystal nhỉ? Dark Crystal thì có 19k cơ. Nên là nâng thoải mái hai cái này đi. Nó đào rất là nhiều. Nên nâng cái này trước. Nâng đam lên trước. Hết tiền, hiện tại hết sạch tiền rồi. Rồi ok. Cho anh em xem luôn cái sức mạnh của những cái đồ mới của chúng ta đây. Mình sẽ không cần quá nhiều mấy con golem kia nữa. Đấy, chỉ cần mỗi con golem chính của mình thôi. MP Recovery nó hồi tốc độ siêu nhanh à. Ra hồi thì cũng thế. Không quá nhanh đâu anh em ạ. Nó hồi không quá nhanh. 860, tưởng nó sẽ hồi theo một cục chứ nhỉ. Cái lượng đam của toàn team sẽ được tăng cao đúng không? Không có mấy con kia thì cũng hơi mệt. Không có mấy con golem kia thì cũng hơi mệt. Để tiếp theo anh thử con boss xem là liệu có ăn được không, thì ta sẽ biết ngay là chúng ta có đúng hay là sai khi chọn một cái đồ đấy nhá. Ok, lên hết sạch năng lượng rồi. Quay 989 rồi. Đấy, victory. Vậy sẽ đánh boss thôi. Mình sẽ thay đổi con này trước bằng con hồi máu. Con hồi máu cho thành. Con Smith. Con Stott, bây giờ thấy Stott rồi. Không phải Smith nữa mà Stott rồi. Đủ team cho ta. Và đánh rồng thôi. Red Dragon. Ok. Đấy. Đánh đam khỏe hơn rất nhiều nha anh em, có thể thấy không? Cái đam của mình kìa. Thật sự là bá đạo luôn. Cái MP của mình hơi cùi bắp thôi. Theo mình nghĩ mình nên bỏ cái hồi MP đi. Thấy chưa? Ôi hết sạch năng lượng. Nhưng không sao, cho hồi MP cũng rất là nhanh. Rồi ôi. Đánh nhanh hơn cả cái lúc trước hay sao anh nhỉ anh em ơi? Thấy không? Đánh nhanh hơn lúc trước nhiều. MP cost sẽ trừ đến 3,7% này. Chúng ta phải grab đồ bằng cách là quay trở lại cái town. Và chúng ta có thể phân giã mảnh những cái đồ mình không dùng ấy. Mình có thể phân giã mảnh ra. Cooldown, ví dụ cái này này. Đây này. Đổi ra thành nguyên liệu à? Phân giã mảnh như nào? Nó sẽ phân chia ra là B này. Những cái đồ là đồ và đồ đều thôi. Không có đồ nào ngon cả. Bow mới đổi, bow đều. Mới hẳn bow đều. Và đây đồ legend mình chưa có cái nào cả. Thôi tạm thời cứ đi đánh con boss đã, kiếm thêm đồ nhỉ. Red Dragon, con này thì bây giờ là thành dễ rồi. Con này thì không quá khó rồi anh em ạ. Đánh tốt, cái lượng máu nó giảm như rồi, đúng rồi luôn. Siêu nhanh. Let's go, lên nào, lính triệu hồi cũng rất là đông. Siêu đông luôn. Ok. Cái tăng đam lên rất là tốt nha. Theo mình thấy là cái item tăng đam lên rất ngon. Không cần phải hồi máu luôn. Chúng ta không cần hồi máu luôn. Không cần hồi máu trong team luôn. Thì nên đổi sang một cái con khác để nó đánh đam. Fire đam. Không cần hồi máu rồi đúng không? Không cần hồi máu, ta sẽ lấy con Group Druid Deep Assassin. Đam nó thấp quá. Gây ra 200% đam này.
tấn công toàn bộ monster và gây ra 200% đam. Có một chiêu cơ hội gây ra critical. Mình thích con nào đam to một chút. Thiên sứ đam hơi bé. Thường con đam bé thì nó khá là khỏe. Elizabeth 296 đam. Orc Ben. Chúng ta sẽ nâng cho con nào đây nhỉ? Theo mình nghĩ mình sẽ cộng con nào. Mình thích con nào Rambo này. Đam bé quá nhỉ. Voodoo Slinger sẽ tạo ra thêm một quân đoàn nữa. Selric tăng cái tốc độ bắn cho cái cung thủ lên cao hơn nữa. Chúng ta sẽ chơi con gì đây? Chắc là mình sẽ lấy con, để xem đang nghiên cứu lấy con gì. Hay là con Orc ta? Con Orc cũng được. Con Orc đang vũ to và nó có khả năng là stun. Còn con này, con Orc con nhỉ? Đây, Giant Orc sẽ có khả năng stun và gây ra động đất. Ok, có khi lấy con này. Rồi, thêm vào này nó ném đá kiểu đây. Nào đánh boss xem nào. Không cần con búp máu nữa. Ok, ném đá đi. Dùng nhanh. Dùng tất cả các thứ luôn. Máu con rồng tụt thôi rồi luôn. Chúng ta chuyên sụp đam mà. Hết sạch năng lượng nhá. Bây giờ đánh chay à? Bây giờ đánh chay luôn kìa. Thề luôn nhá, đánh chay. Đánh chay này, giảm thủ xuống. Có vẻ như ra yếu hơn thì vậy. Ok. Đấm như thế này sẽ thành một thanh kiếm. Một cái lightning dam. Chắc ra sẽ đi mở thêm map thôi anh em ạ. Đi mở thêm map đi. Có rất nhiều map ở bên này mà mình còn chưa mở hết cơ. Chúng ta sẽ đi mở map thôi. Hôm qua là đánh cái map bao nhiêu nhỉ? 2k rưỡi. 2k rưỡi chắc là có thể thôi, chưa biết thế nào. Đam to hơn mình đập vào thành của nó là ok ngay mà. Sau đây là ice. Lần trước là con lửa không? Nó sẽ random ạ. Như là random thành 2000 năm không để chịu được cái nhiệt của cái team này. Có thể là chúng ta sẽ lên được thành 2003 chăng. 2005 cũng hạ gục cực kỳ nhanh rồi. Khá là bá rồi. Develop lên. Rồi. Chúng ta sẽ có 139.000 nha. 2k6 này. Tiền vào như nước thôi. Vì thiếu mỗi tiền để nâng cấp thêm cho quân đoàn chúng ta khỏe lên thôi. Bây giờ cộng lên khoảng 50% đam thì đúng là bá. Đúng không? Tổng lượng đam của cả team. Chà. Nói chung là phải nâng cấp thì rất nhiều. Nó rất nhiều thứ. Hết sạch năng lượng rồi anh em ơi. Theo mình nghĩ là cái MP, cái hồi MP có bằng cái 25% MP không? 25% MP vẫn bá hơn nhiều chứ, đúng không? Theo mình nghĩ là vậy. Không biết là như thế nào. Develop. Hoặc cái đồ là tăng công cũng được. Vào đây. Mình tăng công lên. Không cần quá nhiều MP đâu. Đây. MP recovery hồi lại. Summon unit dam à, 50% dam này. Bonus gold 5%, bonus gold khi chết 5%. Với cái critical extra gold là 10 à. 2.5m. Cái này spot dam. Cái này chém gọi là splat 5%. Thì chúng ta sẽ dùng cái gì đây? Khá là khó. Cái kiếm này ngon mà. Kiếm này nâng cấp lên thì quá ngon. Summon unit. Bây giờ dùng cái gì nhỉ? Không có đồ gì gọi là khỏe tí. Cầm cho nó sướng ta. Có một cái tăng MP 25. Summon unit MP 25%. 2k6 25%. Nó sẽ là 800. 800 mana đấy. Không hề yếu, là không hề ít một chút nào đâu, đúng không? Tăng gấp đôi mana. Theo mình thấy là equip này. Chúng ta sẽ take off vào. Và chúng ta sẽ cho vào đây luôn. Để có thể nâng cấp nó lên được thì nâng. 200.000. 31% luôn. Lần trước 25% đúng không? Được. Hay. Xôi ôi. Như thế này thì
quá nhiều mana luôn ở trong một cái trận chiến như thế này. Và đã dùng con kia trước, tha hồ mà dùng mana nha, thoải mái đi. Con Orc theo mình cảm giác của nó không được ấy cho lắm, mình sẽ dùng con khác đi. Có thể mình sẽ dùng con khác, hay là ta sẽ dùng cái team pháp sư ta. Mình đang thấy có một cái team pháp sư là có khả năng rất tốt, đánh đam rất là ngon ở đây, mà sẽ dùng tốn nhiều mana lắm, siêu tốn mana luôn anh em ạ, phải nói siêu tốn mana luôn. Nếu mà dùng cả team pháp sư ấy nữa thì còn không đủ cơ, bằng này vẫn không đủ, còn này vẫn không đủ đam cho pháp sư cơ. Mà nếu mà pháp sư không có pháp thuật, không có mana thì nó cũng khá là phế, thế nó cũng khá là phế, đáng đánh như thế này còn hơn đúng không? Còn boss này thì phải nằm thôi, nằm sân luôn. Nếu mà như vậy thì chúng ta sẽ đổi sang con Windy mình không dùng. Có thanh kiếm xịn ở đây, mình sẽ lấy lại thanh kiếm này. Thanh kiếm này con này không dùng thì mình sẽ lấy lại. Con này cũng thế. Zeus thì đam cũng tạm tạm, cũng không có nói là quá khỏe, phải nói như thế. Đây thì có khả năng điều khiển nó lại này. Orc Bands Flying Orc Slow, đam đấy rất là chậm, siêu chậm. Architect sẽ tạo ra một cái bức tường thành với 4% HP của cái caster. Rồi còn tạo ra tường thành nữa chứ, thật là dị đó, thế luôn là siêu dị. Rammer Voodoo mình còn không dùng cơ, Stinger còn không dùng tí nào cơ. Con nào cũng không tốn mana không, con nào không tốn mana thì vào đây bắn cùng luôn. Hunter sẽ tăng cái speed cho cái thao, gọi là cái đội cung thủ của tường thành lên là speed là 200% là bắn Ice Dam, Thunderstorm các kiểu. Bọn này hầu hết là có 2-3 đường, promotion có 3 đường, tổng cộng sẽ có 3 đường, 780% đam đấy. Ví dụ cái Thunder, cái này cần phải so sánh để mới biết được cái sức mạnh của từng con một anh em ạ. Nó sẽ gây ra 100% đam trong vòng 4,5 giây, nhưng mà là 7 cái cũng tầm khoảng 700 đam đấy. Vấn đề là nó sẽ không tốn năng lượng. Defender tăng giáp cho cái caster Iron Mail, nó cũng sẽ tăng cho cái công này, thao đam 10% này, cũng khỏe đúng không? Thao đam 12,5%, the best defense, good defense luôn, hay, sẽ tăng cái lớp giáp caster defense tăng 6,3% á, thì hơi ít nhỉ? Không có công, con này chắc chắn không có công rồi. Nhưng mà nó sẽ là cái con cuối cùng ở trong này, cái caster này. Orc Band sao ta? More Monster thêm 20% á? Thêm quái vật à? Hay như nào nhỉ? Hay mình có nên dùng con defense này không? Thôi cứ tạm thời hiện tại dùng cái này đi, tại vì là hết tiền, hiện tại đang hết sạch tiền rồi. Mình lấy cái này trước nhá. Mình đi công thành đi. Lấy cái này được game thôi. Game thì sẽ cày sau vậy. Đi công thành đi là hợp lý. Để nó hồi cái này cái. Nhờ 1, 2, lên. Let's go. Quá chưa kịp ra. Chúng ta bắn cung cũng khỏe này. Bắn cung con Sarah của chúng ta cung bắn rất khỏe. Bây giờ con rồng nó cũng không phải vấn đề quá đối với mình rồi. MP mình khá là nhiều, mình có thể dùng được khoảng 4 lần đam như gì đấy. Wave 991 rồi. Và anh quáng đánh lên wave 1000 ta. Ok, khi mình sẽ đánh quáng lên wave 1000 đi. Hết mana nhá. Wave này wave 992. Đánh nhanh thôi. SP tăng đam cho cooldam. Đấy. Ok. Let's go now. Lên. Ta vẫn chưa nhiều lắm nên cứ từ từ mà đánh thôi. Bây giờ cái bọn trên trời là bọn thiên sứ hay bọn quỷ à? Bọn đầu lâu. Trên đây sẽ là bọn skeleton. Giảm ấy xuống, giảm thủ xuống, giảm sơn công xuống.
quay 992, 8 quay nữa cơ thì chúng ta mới lên được quay 1000. Let's go now, let's go, lên. Quân rất đông, tử thần này, xong rồi lính này, bắn cung này. Bây giờ nó sẽ cái chiêu cuối cùng của Legend sẽ tự tạo ra một con nhá, tự tạo ra một cặp luôn, một cặp. Ok, thế thì cũng không cần thiết là phải tạo ra quân đông đâu. Cái ba này, quán ba này, double summon và chúng ta sẽ summon này. Human summon unit sẽ đam sẽ trừ đi khoảng 25%, không cần. Cái này không nâng cấp lên được đúng không? Cái thao thao đam 20%, hero gui hero đam 30%, archer cái này là ngon này, mana recovery 20%, một trong hai cái này chúng ta dùng cái archer này lên đi. 30% đam cho cái cung thủ đấy. Rồi ở đây thì mình đang dùng cái gì đấy? Cái thác nước à, spring water cooldown giảm 15%. Sao cái này là mai ta? Cái này mình đang trang bị là cái mai à? Bonus gold à? Đâu rồi? Mana regen 125 này, mua luôn cái này đi. Đấy, nó khỏe thế chứ. Vội tội gì phải không dùng cái kia đúng không? Cái kia yếu vãi. Cái này khỏe hơn rất rất nhiều luôn. Đó, đánh chuyện này mới khỏe này. Đó đây. Công thành Sarah bán tốt lắm. Rồi, cái lượng đam từ cái archer cái cung này khỏe rồi, bắn thì bắn thôi rồi luôn. Đấy, thêm vài con rồng nữa nhỉ. Chúng ta đi săn rồng đi, kiếm thêm cải thiện. Không cần dùng cái này cơ, khỏe mà. Wow, chất lư luôn. Đánh một số cái map cái nhỉ. Đây 2k7, đánh thật tận 3k đi. 3k2, đánh không? Đánh thì đánh thôi, sợ cái gì chứ, mình đâu sợ, mình đâu có sợ. Ô, nói thì thôi, sợ đấy, sợ vãi trưởng ra. Nhìn xem kìa, cái lượng máu của nó mình còn không. Một khi đã động được vào cái tường thành của nó thì không phải vấn đề gì cả. Thế với anh em luôn là cái máu của nó khó bị giảm quá. Tấn công và chúng ta đang tấn công vào nhà của nó. 3k2 đấy, chúng ta đang đánh cái map 3k2 ở đây. Cái tòa thành nó sẽ là quân đông quá, thôi quả này sẽ bị lật kèo mất, dễ lật kèo lắm. Nhìn máu kìa, nghe gì thấy máu của tôi không, nó sẽ tụt cực nhanh một khi mà nó đã đánh được cái thành của mình. Kinh. Ui, mất 2000 máu trong vòng một chớp mắt. Quân đông chết nhờ. Quân số siêu đông luôn. Biết khay mà 3k2 vẫn chưa đánh được. Đảm bảo vẫn chưa đánh được. Chúng ta đánh 3k2 không đánh được thì đánh 2k4 thôi, đánh nhẹ nhàng thôi như thế này thôi. Tấn công và phá hủy cái nhà này nào. Không phá hủy không thể được. Đấy. Đánh rồi. Nó chống cự cũng rất là tốt. Không hề yếu một chút nào cả. Nhưng mà vấn đề là một khi mình đã đập được vào cái nhà của nó rồi thì không vấn đề gì. Máu nó siêu giảm nhanh. Nào, vào đây. Tòa thành sắp đổ rồi, sắp phá hủy thêm tòa thành rồi, kiếm thêm gold rồi. Tốt. Hít. Hết sạch năng lượng rồi anh em. Caster đã bị phá hủy. Tuyệt vời. Mình sẽ develop lên. Ok thì chúng ta sẽ kết thúc tại đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Growcaster. Bye bye.